Thì câu hỏi đầu tiên chúng con xin gửi đến cho bác Diệu Tâm và xin ông chuẩn bị một câu hỏi. Ủa, A tôi không Di phải Đà là Phật. hỏi, không phải là trả lời cái này trước hả? Để sau ạ, cho ông Vậy xin à? gửi. Y giáo phụng hành A Di Đà Phật. Dạ vậy thầy, đến 3:30 thì cho chúng con nghỉ giải lao để thưởng thức cái món chè của nhà bếp thực tuyệt vời luôn đấy. A Chúng Di Đà con Phật. không bỏ lỡ qua cơ hội này. Dạ mời bác Diệu Tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Con có một câu hỏi muốn nhờ thầy giải đáp dùm ạ. Con năm nay ngoài 40 tuổi, hiện tại thì con đang ở nước ngoài. Con có một đời chồng và người chồng con bị mất. Các cháu có hai cháu nhưng mà các cháu đều đang ở Việt Nam. Con đã lấy một người chồng thứ hai, đó là người Hàn Quốc. Và hiện tại con đang ở bên đó cùng với người chồng cộng với ba đứa con riêng của chồng. Và con cũng biết đến pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sanh, và hàng ngày con vẫn đi làm và đảm bảo trách nhiệm của một người vợ là chăm sóc chồng con trong gia đình. Thế nhưng mà hiện tại thì con có một cái số khúc mắc, con muốn thầy giúp cho con giải tỏa được cái khúc mắc này. Khi con đi làm về đến nhà thì ngoài cái sự chăm sóc chồng con ra thì trong cái ánh mắt của chồng con là luôn luôn dò xét và bắt buộc con phải làm những cái việc là chăm sóc chồng, chăm sóc con, và những cái yêu cầu rất là khó khăn. Nhưng mà trong ánh mắt của chồng con thì con nhìn con cảm tưởng thấy rằng cái người vợ người ta chưa siêu thoát và người ta vẫn còn ở trong lòng người chồng, và người chồng để coi như dò xét con. Cho nên cái cuộc sống của con thì con hàng ngày thì con cũng niệm Phật để hồi hướng cho chị ấy. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ càng ngày đối với con nó càng bế tắc, bởi vì con luôn luôn bị cái sự o ép từ phía người chồng của con. Và đây là cái sự linh cảm của con thôi ạ, là cái người vợ ấy chưa được siêu thoát. Thì thầy có thể giúp cho con, chỉ cho con là bây giờ con nên làm như thế nào để có thể là giúp đỡ cho trong cuộc sống của con ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chư vị cứ đem cái chuyện Phật gia đình sao làm khó làm dễ cái ở ông già Tịnh Hải này. Nhiều khi cái ông già Tịnh Hải này cũng chưa chắc dễ hơn chư vị đâu nha. Thế mới biết đời này là khổ lắm đấy chư vị. Đời này đâu có gì sướng đâu, đúng không? Có một cái lần có một người, hai người yêu nhau, nói trong đời này mà anh mà không có em thì anh chết đi. Rồi cái cô đó nói, em mà em thiếu anh thì em cũng chết luôn. Thì có một ông già, ông nói ta đang bệnh đây mà ta nếu mà tao giải quyết không được ta cũng chết luôn. Nói chung thưa quý vị ơi, tất cả đều đi vào chết hết. Cho nên thành ra khi mà gặp nhau đầu tiên thì yêu ai nhau dữ lắm, nhưng mà sau cùng rồi được gì mà tôi không có bà thì tôi còn sống sướng hơn. Có như vậy. Cho nên thực ra nói rằng là ở cái thế giới này mình thấy tướng là thiệt, nhưng mà thành ra giá chưa về rồi. Thôi bây giờ mình chấp nhận ở cái chỗ này là giá là khổ rồi. Cứ lấy cái khổ này mình làm kinh nghiệm đi chưa về. Quyết chi đi phản sanh đi. Chứ chưa chắc gì chứ vì đem cái công chuyện của mình và đi hỏi một người bạn của mình. Nhiều khi người bạn mình kín mồm, cái miệng không nói trước người bạn của mình ra đầu cười như vậy, mà nếu mà hai người tâm sự ra, hình như người bạn của mình còn có khó khăn hơn mình mà không ạ? Đúng không chư vị? Thật sự đấy. Chư vị cứ nghĩ Thái tử Đất Tất Đạt Đa là một vị thái tử chuẩn bị lên ngôi vua, phải không chư vị? Quyền lực có không? Tiền tài có không? Gia tài điền sản lớn vô cùng, phải không chư vị? Đúng không? Ngoài vợ đẹp con ngon rồi còn có bao nhiêu cung phi mỹ nữ, biết bao nhiêu là sung sướng. Nhưng mà ngài vẫn thấy khổ, đúng không chư vị? Vua Tịnh Phạn
muốn thái tử nối ngôi vua để mà sung sướng hưởng được cái gia tài gọi là cả giang sơn trả chắc cho chúng ta, đâu phải một mảnh đất, hai mảnh đất, một cái nhà này, đúng không chư vị? Thái tử nói đây, con hỏi phụ vương ba câu. Câu gì? Nói như vậy, con có bệnh không? Làm người án bệnh. Khổ phải không này? Bệnh rồi con có chết không? Chết chứ sao không chết? Phải không chư vị? Hỏi chết rồi cái gì là của ta đây? Chư vị có thấy chính Đức Phật vẫn còn cánh khổ. Mà sau cùng rồi chư vị đọc trong lịch sử, chư vị có thấy là cái dòng họ Thích Ca đó sau cùng bị vua Lưu Ly, chư vị có nhớ cái câu chuyện lịch sử này không? Mà đem quân tàn sát cả Ca thành Ca Tỳ La Vệ, không thiếu không sót một người, cộng đi cộng lại hơn 9 ức người, hơn 9 là lời chín, hơn 9 triệu người bị chết mà máu chảy thành sông, thay chết thành núi, phải không chứ vậy? Hỏi rằng là Đức Phật thị hiện trong cái dành ca, chắc lẽ Ngài không biết chuyện này sao? Mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, chứ vị coi. Mình cũng biết được vô lượng kiếp về trước, cũng biết được vô lượng kiếp và sau, là một phàm phu vừa tới về Tây Phương Cực Lạc mà biết được như vậy, thì một vị đã thành Phật rồi, làm sao mà Ngài không biết chuyện này? Chứ vị có hiểu không? Thực ra tất cả là cái biểu pháp cho Ngài, cho chúng ta biết rằng là cái thế giới này là thế giới khổ, không có cái gì là thực cả. Vua Tịnh Phạn vì mê mờ không biết cái đó là giang sơn này là giang sơn của ta, dòng họ này là dòng của ta, con cái là con cái của ta, đất nước là đất nước của ta, quyền lực này là quyền lực của ta. Nhưng mà sau khi cái binh biến mà cái vua Lưu Ly đó, thực ra vua Lưu Ly là gọi là bên ngoại, là phía ngoại là chính là dòng hết Thích đấy. Chứ vị có biết cái chuyện đó không? Phật biết hết chứ sao không biết? Lần thứ nhất đem quân tới đánh, Phật đứng nhìn chặn đường, ngồi tỉnh thôi. Vua Lưu Ly vì thấy Phật nên kính nể quá, không dám qua mặt, thôi đành rút quân về, thôi tạm quên bỏ qua đi. Nhưng mà những cái người hầu vì trung thành với Ngài, cho nên cứ nhắc nhớ lại những cái chuyện thù lặt vặt hồi trước. Cho nên khi mà nhắc tới những cái thù lặt vặt lúc trước thì là một người đế vương rồi, tức mình quá để đem quân tới nữa. Đức Thích Ca chặn lại một lần nữa thì rút về, không dám. Nhưng mà sau cùng lần thứ ba thì đưa ra cái sự binh biến, mà Ngài Đại Mục Quyền Liên cũng đem dùng cái thần lực mà xin với Đức Phật cho con đem tất cả cái dòng trong cái thành Ca Tỳ La Vệ chuyển qua chỗ khác đi, để mà cứu cái dòng đó. Ngài nói cái thần thông của con là đệ nhất, con giỏi lắm đấy, nhưng mà con không giỏi hơn ta đâu, đúng không? Ta làm cũng được vậy, nhưng mà cái thần thông của con không cứu được cái túc nghiệp chúng sanh đâu, chư vị thấy không? Chư vị có hiểu không? Cho nên cái mạng, cái nạn khổ của ta trong gia đình nó là cái túc nghiệp của chúng ta, cái duyên nó đến chúng ta phải nhận lấy. Nếu mà chư vị học Phật rồi thì tất cả những cái khổ này là bài học của chúng ta đấy. Rồi Ngài nói thôi mới nếu mà chuyển qua chỗ khác thì không được, thì tại vì chỗ khác thì vua Lưu Ly biết chỗ khác thì cũng đem đấu nữa, thì nó cho con chuyển lên cõi trời luôn thì không làm gì mình. Không đây. Ngài nói cái thần lực của con cũng chỉ chuyển một chút xíu, một cái chút mà thôi, chứ không thể chuyển mãi được đâu. Mà cái nghiệp lực chúng sanh không chuyển được, con nghĩ tức phải không? Đúng. Phật nói xong đúng được. Ngài vô trong định quán chiếu, đúng là cái năng lực chúng ta cũng không cứu được. Mà sau cùng nói thôi bây giờ làm vậy này, con làm cái lòng sắt thiết, tao cũng bao cái thành Ca Tỳ La Vệ là vậy là thì quân lính của vua Lưu Ly không có thể nào xuyên qua được đâu, mình thấy cứu được. Ngài nói nhưng mà cũng không được đâu con. Cái nghiệp lực nó mạnh bất khả tư nghị, nó hơn cái thần lực của con nhiều lắm. Tất cả đều, Ngài biết hết chứ, đúng không chưa vậy? Nhưng mà sau cùng rồi, cả cái dòng hồi tích của Ngài, coi như nó bị diệt. Có nhiều người hỏi tại sao là Phật mà không cứu?
Phật có cách cứu chứ. Ngài cứu tôi trong 9 ức người đó bị nạn, Ngài cứu tôi 7 ức người thành đắc vô thành pháp nhẫn để trừ bị. Không phải giỡn đâu. Là tại Ngài biết mà. Ngài biết sau khi bị nạn rồi đi chỗ nào đó thì Ngài đến đó mà cứu. Chứ sao bây giờ khi cái nghiệp duyên nó đến thì tự mỗi người phải đi nghiệp duyên. Chứ vị có hiểu không? Có hiểu cái chỗ này không? Chứ bây giờ đang cái nghiệp lên Ngài không cứu được, chính Ngài cũng cứu được cái nghiệp đó. Phải trả nghiệp xong rồi ngoài mới cứu. Ví dụ như sau này mà Ngài muốn cứu mẹ mình là Ngài đâu phải cứu tại cái con quái địa cầu này đâu. Ngài lên đi cung trời đau lợi phải không? Cứu mẹ mình đúng không chứ vậy? Thì thần dân của Ngài có kéo Ngài ở những cái chỗ nào đó Ngài có thể người ta cứu được. Chư vị hiểu không? Cho nên khi mà mình đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, chư vị có hiểu cái tích tại sao mình đi về Tây Phương Cực Lạc rồi mình cứu tôi vô lượng vô biên chúng sanh không? Là ai vậy? Xin thưa là bà con thân nhân chúng ta đang chịu nạn ở khắp nơi đấy. Bà con thân nhân chúng ta đâu phải là một người chồng mấy đứa con, riêng mấy đứa con của chồng đâu, còn nhiều lắm phải không chư vị? Cho nên cái ách nạn này là do cái túc nghiệp chúng ta. Nếu chúng ta chưa hiểu nữa, cứ vui vẻ đi. Vui vẻ thì tự nhiên hóa giải, chứ bây giờ đem cái chuyện này ra mà mình phiền não nữa thì xin thưa thật với chư vị, chính tịnh hải này đang nói biết chừng đâu cũng có những cái chuyện đó. Nhưng mà khi mình hiểu được như vậy, tự nhiên mình thấy mình có cái cách là đi về Tây Phương mình hóa giải được, phải không chư vị? Lấy cái khổ này mà làm thuốc tận. Như vậy chư vị hiểu tại sao mà Đức Phật nói phải lấy khổ làm thuốc thần, tu hành không sợ khổ mà lấy cái khổ làm thuốc thần, hiểu không chư vị? Cái khổ đó nó giúp cho mình quyết lòng ly cái khổ này mà tìm cảnh an lạc, chứ mình cũng bám vào đây thì làm sao cứu được, chư vị có thấy không? Cho nên khi mà một lời của Phật nói ra nó đều có căn duyên hết, và Ngài đều có cái làm cái biếu pháp cho mình. Chư vị coi đi, cái dòng họ thích chúng ta vì tham cái danh vọng. Chư vị nhớ là cái ở cái chư Ấn Độ lúc đó là cái tinh thần giai cấp nặng lắm chư vị ơi. Cũng chính vì cái tinh thần giai cấp phân biệt này mà nó tạo ra cái túc nghiệp kinh hoàng như vậy. Chứ nếu không có phân biệt, tức là nói theo Phật là kính trọng tất cả mọi người. Cho nên khi mà Phật trong cái dòng họ của vua chúa mà khi đi tu rồi, Ngài cầm bình bát làm kẻ ăn xin, là đóng cái vai trò một cái giai cấp nô lệ tồi tệ nhất để làm đạo. Chư vị có hiểu cái biểu pháp này không? Ngài làm gương trước chứ không phải làm gương sau. Đừng bao giờ khinh người ta, không bao giờ chửi người ta, không bao giờ mà ý mình thế lớn mà nem ít, tạo nên cái túc nghiệp vô cùng kinh hoàng. Chư vị có hiểu cái chỗ này chưa? Cho nên khi mà chư vị hiểu được như vậy rồi thì mình thấy cái khổ tâm của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hình như còn lớn hơn ta gấp mấy lần vậy. Nói nghe, nhiều quá đi chư vị. Cho nên khi mà đọc tới những cái tích mà của Ngài Đức Thích Ca là một vị vua đang nghĩa là sung sướng vô cùng mà trốn hoàng cung, tại vì cả hoàng cung đều ngăn cấm Ngài, không cho Ngài đi. Mà Ngài lặng lẽ ra đi mà có một vị sa nạc là luôn luôn hầu hạ Ngài, trung thành với Ngài. Mà sau khi ra khỏi hoàng cung rồi, Ngài dừng gỡ lại, lấy cái kiếm, cắt cái mái tóc đưa cho sạch. Nhà ngươi phải trở về, không cho sa nạc đi theo nữa. Tại vì sa nạc đâu có chịu khổ nổi bằng Ngài. Hiểu không chưa vị? Ngài chấp nhận đi, không trong túi không có một đồng, không có một người hộ vệ, mà từ một người là tiền hô hủ mà không có một người. Chư vị có thấy cái cảnh khổ của Ngài chưa? Thấy cái khổ rõ ràng không? Mà có những lúc mà ăn một ngày một hạt mè, bà cụ ăn một ngày một hạt mè để sống được không bà cụ? Không đâu, đúng không? Một ngày phải ba bữa cho một bữa là chịu không nổi. Mà Đức Thế Tôn chúng ta có ngày ăn một hạt mè thôi. Tại vì ăn hai hạt mè thì ngày mai coi chừng thiếu. Chứ về thấy khổ không?
khổ vô cùng. Cho nên xin chư vị nghĩ tới cái khổ Đức Thế Tôn thì những cái khổ chúng ta tự nhiên nó nhỏ, nó không có gì cả. Thôi buồn buồn, buông ra đi. Nhờ cái khổ này mà chúng ta liễu giải được Phật Pháp, ngộ ra cảnh khổ, tìm cách ly khổ để đắc lạc. Ly khổ chúng ta là cách niệm A Di Đà Phật đi về Tây Phương, sướng không chư vị? Thật sự nhé, chứ bây giờ biết mình thôi. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm tri ân công đức của Thầy Diệu Âm Tịnh Hải.